Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Đừng quên để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Real Madrid đã đá như thế nào khi có Ronaldo và không Ronaldo? Cristiano Ronaldo đã là cái tên quá quen thuộc với những người yêu thích bóng đá. Mặc dù đã ở tuổi 34, anh vẫn cho thấy được sức hút và phong độ ổn định của mình. Ronaldo còn được biết đến là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Thi đấu trong màu áo Real, Ronaldo đã giành được tổng cộng 15 danh hiệu, trong đó có 2 danh hiệu La Liga, 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 4 danh hiệu vô địch UEFA Champions League, 2 siêu cúp UEFA và 3 lần giành danh hiệu FIFA Club World Cup. Nhưng rồi, khi mà CR7 chuyển sang màu áo của Juventus, cũng là lúc người ta thấy được sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của những cổ động viên và đồng đội cũ của anh trên sân. Gần đây nhất, khi mà Real để thua liên tiếp ngay trên thánh địa Bernabeu. Không có Ronaldo và Zidane, Real đã trở nên bất lực với một trong những đối thủ lớn nhất của mình là Atletico Madrid. Khi thiên trắng đã để thua đoàn quân thầy trò ông Diego Simeone với tỷ số là 2-4 trong trận chung kết giành siêu cúp châu Âu. Đó chưa phải là tất cả những gì mà Real Madrid lúc không còn Ronaldo thể hiện. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải nhận thất bại 0-3 trước Sevilla khi làm khách ở vòng 6 giải La Liga. Thậm chí giới chuyên môn còn cho rằng hàng thủ của Real chơi như những kẻ mộng du trước đối thủ của mình. Và họ thậm chí có thể đã thua đậm hơn nếu các cầu thủ áo trắng chơi nắng nót hơn trong hiệp 2. Không lâu sau đó, Real Madrid lại tiếp tục để thua sốc trước CSKA Moscow trong vòng bảng của Champions League. Thua đau với tỷ số 0-1, Real Madrid đành ngậm ngùi nhường lại vị trí đầu bảng G cho chính đội bóng đến từ Nga. Gã khổng lồ thành Madrid đã phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường, khi thua 0-1 trên sân Alaves. So với trận thua của CSKA Moscow tại Champions League, Real chẳng những không chơi khá hơn mà còn gây thêm thất vọng. Nhà đương kim vô địch của châu Âu gần như không tạo được cơ hội rõ ràng nào trong hơn 90 phút thi đấu. Điều không tưởng đối với đội bóng đang sở hữu Gareth Bale, Karim Benzema và Luka Modric. Bên cạnh lối chơi thiếu hiệu quả, Real còn khiến khán giả la ó qua những màn phối hợp rời rạc và kém chính xác. Sự khủng hoảng của đội hình thiếu bóng CR7 càng được thể hiện rõ khi kiền cánh trắng tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau khi để Levante đánh bại với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà. Real đã trải qua 465 phút không thể ghi được bàn. Lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2007, trận siêu kinh điển diễn ra mà thiếu vắng cả hai siêu sao Messi và Ronaldo. Thế nhưng, Barca đã cho thấy ngoài Messi, họ vẫn có nhiều anh tài khác có thể tỏa sáng, còn Real thì không. Suốt 90 phút trên sân, Barca chơi trên cơ hoàn toàn và có 5 lần làm tung lưới thi bầu Courtois. Trong khi đó, tiền đạo Luis Suarez rực sáng với cú hat-trick.
Hai bàn còn lại được ghi do công của Philippe Coutinho cùng Arturo Vidal. Real chỉ có một bàn danh dự của Marcelo. Và đây là hình ảnh của một Real Madrid hoàn toàn khác khi có sự phục vụ của CR7 trên sân. Trong trận đấu thuộc siêu cúp Tây Ban Nha trước kỳ phùng địch thủ Barcelona, Ronaldo đã khiến cả sân vận động Camp Nou phải nín lặng trước những pha tấn công đầy nguy hiểm của mình. Cũng trước một đối thủ đầy duyên nợ khác là Atletico Madrid, Ronaldo đã cho thấy được phong độ chói sáng của mình khi lập nên cú hat-trick giúp Real đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Đó chưa phải là tất cả, Ronaldo còn cho thấy được khả năng săn bàn đáng kinh ngạc của mình khi ghi được cú thúc, góp công vào chiến thắng dòng dã 4-1 trước Juventus. Và đó giúp gã khổng lồ thành Madrid trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Trong một trận siêu kinh điển khác thuộc La Liga, Ronaldo một lần nữa ghi được bàn thắng quyết định giúp Real giành chiến thắng 2-1 trước gã khổng lồ xứ Catalan. Ronaldo còn là mẫu cầu thủ rất biết tỏa sáng khi cần. Điều đó càng thể hiện rõ trong trận tứ kết UEFA Champions League gặp Juventus. Trong trận lượt đi, CR7 đã ghi một bàn thắng vô cùng ấn tượng. Đó là một cú volley không thể đẹp mắt hơn vào lưới của thủ thành đối thủ. Anh cũng là người có bàn thắng cứu thua trong lượt về, giúp Real tiến vào vòng bán kết với tỷ số chung cuộc xích sao. CR7 lại một lần nữa lập nên cú hat-trick vào lưới của Atletico Madrid trong trận bán kết thuộc UEFA Champions League, đồng thời ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc cho trận đấu. Ronaldo còn cho thấy được vai trò quan trọng của anh đối với Real là không thể phủ nhận khi anh tiếp tục lập nên cú hat-trick vào lưới của Ghostbus, qua đó cứu thua Real khi đối thủ dẫn 2-0 ở lượt về, đưa kênh kiến trắng tiến thẳng vào bán kết của UEFA Champions League. Chỉ như vậy cũng đủ để thấy được Real Madrid đã đá như thế nào khi có Ronaldo và không Ronaldo. Nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Mr. Zero để có thể chờ đón những video mới nhất từ chúng tôi nhé.